Vì sao gọi là gu mạnh gấp đôi? Gu mạnh gấp đôi có nghĩa là gấp đôi về lượng và chất so với một gói cà phê hòa tan hiện nay trên thị trường. Những khách hàng có thói quen uống nhiều gói một lần hoặc uống nhiều lần trong ngày thì giờ đây sản phẩm G7 gu mạnh gấp đôi với lượng caffeine cao hơn chỉ cần uống một gói là đủ. Giá trị khác biệt của G7 gu mạnh gấp đôi là một sản phẩm chất lượng tuyệt hảo cả về hương vị lẫn màu sắc. Với G7 gu mạnh gấp đôi giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, có cả hai lựa chọn là cà phê sữa và cà phê đá. Là sản phẩm duy nhất khẳng định sự quy tụ của 5 sức mạnh, gồm sức mạnh trí não, sức mạnh vật chất, sức mạnh thể chất, sức mạnh sẻ chia và sức mạnh tư tưởng. G7 gu mạnh gấp đôi được dùng khi nào? Cà phê G7 gu mạnh gấp đôi được sử dụng với các khách hàng muốn đúng gu cà phê, cần sự tỉnh táo tức thì, cần sự tập trung cao độ, cần sáng tạo vượt trội, cần tinh thần dám thách thức, dám đương đầu và chinh phục đỉnh cao. Vì sao hình ảnh của sản phẩm lại có xe Harley? Sự song hành của cặp đôi đi xe Harley cũng giống như sự song hành của cặp đôi 3-1 và 2-1 của G7 gu mạnh gấp đôi. Bên cạnh thể hiện cá tính của sản phẩm thì còn khẳng định sức mạnh của sự gắn kết, luôn đồng tâm hiệp lực, đó cũng là biểu tượng của sự thành công và biết tận hưởng cuộc sống. G7 gu mạnh gấp đôi, thứ thiệt phải dùng hàng Việt.